Đó, nay chủ nhật chị Út chị bán bánh canh cua. Chủ nhật. Ủa quên cái gì? Hôm nay nhiêu? Thứ tư. Hôm nay thứ tư chứ. Trời ơi. Mai cái chủ nhật quá trời. Thì cá riết là tôi đi, tôi chỉ mơ ước là có ngày chủ nhật thôi bà ơi. Thành ra trong đầu tôi bị ám ảnh tự kỷ. Áp lực công việc quá, mơ tới ngày chủ nhật. Trời ơi. Đó. Tôm. Nay thứ tư bán bánh canh cua nha các bạn. Ngoài bánh canh cua thì chị Út chỉ có bán hành phi ký nha. Cô chú anh chị ở nước ngoài á, muốn đặt hành phi ký á, thì có thể là liên hệ với chị Út qua số điện thoại là 0917 cái gì vậy Út? 238 791 300.000 ký, bao rút chân không luôn. Trước ngày bay thì cô chú chỉ cần đặt 2 ngày là có, là tới nhận thôi, giao tận nơi luôn, chuyển khoản nha cô chú anh chị. Tại vì hả, mấy cái đặt mấy ký á, bà Út không có tiền á, bà phải nhận khoản trước. Đó cô chú anh chị coi nè nha, bà Út không biết bà có chích cái hóa chất gì không mà nè, rõ ràng con tôm màu xám nha. Bà bỏ vô cái nồi này, nước sôi lên là khoảng 10 phút sau là nó ra màu đỏ vậy nè, màu cam luôn. Ớn lạnh không? Vậy mà nói bà cải sòn sọt. Đó, màu xám rõ ràng, màu xám không? Con cua cũng vậy đó. Màu này màu xám xám nè, màu đen đen nè. Một lát sau cái nó nổi lên nó ra màu cam vậy mà bà kêu bà không bỏ gì. Đó. Bà tăng ga lên nè. Đó, vừa bỏ vô là nó nổi màu lên liền ngay lập tức luôn á cô chú anh chị. Đó. Đó rõ ràng không? Nói điêu đâu? Điêu đâu? Tôi hiền quá, biết bà leo đầu lên cổ tôi bà tôi ngồi không? Tôi đưa cái thang sẵn cho bà ngồi lên luôn nè. Đó. Ê, tôm bên Mỹ nó có màu cam gì không ta? Chứ nó có màu gì, không có màu này. Ai biết lỗ bên đó. Chứ sao bà da vàng mà người ta màu da màu trắng? Da trắng là tại tấm trắng đó. Trắng bên Mỹ là kêu là trắng. Đó, bà Út bà bán hàng ngày, bà bán xong tới rằm mùng 1 bà bán đồ chay, bà sắm hói chuột tội. Quá trời luôn, sao chàng trời chàng bà đi. Mỗi clip mình đăng lên là đều là một clip mới không Út? Chàng bà đi. Tại vì quay thì cái khung cảnh thì nó cũng có nhiêu đây thôi, chứ không phải là clip cũ rồi nha cô chú anh chị. Tôm ngon. Tôm này 90 con 1 ký không Út? Chơi nhiều. 22 con 1 ký à bạn ơi. 22 23 con hết cỡ rồi. Trời ơi 90 con. Ơi tôm này người ta nói tha dầu chuối vô nó bóng đúng không ta? Tha dầu dừa gì đó. Tha dầu vô chi vậy? Cho nó bóng. Nhìn. Ừ. Ông Lợi ông nói vậy đó, tôi biết đâu. Ông Lợi. Nghe nó chửi vô nghe. Ông Lợi là bạn thân của bà Út á, cô chú anh chị. Chiều nào cũng ra ngồi ngoài quán bà Út á. À, phải không?
nhậm vô hả Út? Ô cái này cục thịt hả? Ở giò heo không quên có hôi mùi heo không bà? Giò heo nó hôi mùi bò. Khó tay luôn á. Vớt hoài luôn á. Ngàn 500 đợi số đi qua kìa. Đó. Đẹp trai không? Đẹp trai. Nhà 6 người bán luôn hả con? Hả? Mấy người? 5 người. Mấy người? 4 người à. 4 người mà ngày bán ngàn rử tờ. Với mẹ nó với hai chị em, hai anh em nữa. Ghê không? Sáng ăn sáng chưa? Chưa hả? Bà bớt cái số này bà Út ơi. Vậy mà ta lại mời kia bà Út mua giùm đi bà Út. Không biết phải không luôn á. Ta lại mời kia bà Út mua giùm ta đi bà Út. Sao ngờ tôi mà đây mình không mua. Mà xuống người khác mua à. Hả? Quá trời luôn cô chú anh chị. Giờ còn lục cua nữa hả? Giùm nha. Gì vậy? Cái thợ hồ làm là nó bỏ gì đó. Ông Bảy đứng ra giải quyết hả? Ông rảnh gì vậy? Ông Bảy.
sao hôm nay chặt cục thịt gì bự chà bá luôn Út. Nó chặt không có đều quá. Cục thịt nè, cục thịt mấy nè. Bà Út nè. Hết chưa? À, tôi đi xuống miền Tây tôi thấy mấy bà cụ mà bán rau với đó sao thương ghê luôn bà. Ngồi ngày bán được có mấy chục ngàn mà có khi không hết luôn á. Giờ bỏ vô. Này nó chỉ ngủ mơi thôi không mỏng. Mình để lát nữa nó sống dậy không? Sống luôn đó. Cái này nó xỉu thôi. Chút chưa tỉnh rồi nè. Khó thấy chưa? Làng lát nữa nó tỉnh dậy hả? Hay trời. Bố, sao mình ướp đá mình không mời bố? Bữa nào tôi ướp đá tôi gây mời người khác hả? Này gọi là an tử. Thấy chưa? Kẹp á, lấy kẹp á. Trời ơi, con này nào mà nó quất một phát vô ngón tay cái chắc xỉu liền tại chỗ ngay cái xe này luôn. Cua này nhiều con nó bự quá Út. Ngon quá trời.
quá trời. Nay mối cua của bà gọi chưa? Rồi xong. Bà thấy camera lên là bà đeo bao tay liền rồi. Ở chung mở hàng cho bà nè. Chung mở hàng cho bà hả? Hết 5-6 giờ chiều nha. Bánh canh cua nè chị. Ủa sao? Là sao? Đi mua trái cây vô chùa hay gì? Nãy bà hỏi hả? Bà lan lắm, người ta đi chùa bà kêu bánh cua chị. Hôm qua có ai hỏi tôi không? Có. Ai? Có tham gia Việt Kiều, anh hỏi. Việt Kiều hả? Ừ. Đá à? Hỏi anh Dũng mét 81 có lại đây không? À, rồi bà nói sao? Tôi nói có, nhưng mà bữa nay không có ghé. Chút xíu đi tới. Anh nói bữa khác còn gặp mà. Quê Phan Thiết hả? Quê Phan Thiết luôn. Tôi nghe Việt Kiều là tôi giật giật à bà. Thiệt á, tôi ham lắm. Thiệt á. Tôi ham lắm. Nghe là tôi khoái liền à. Chả cá này là chả cá hát lát nha cô chú anh chị. Cái gì vậy? Dạ dạ có rồi. Xem cắt vô cái tay tôi luôn rồi. Đây có liền, có liền. Có rồi nè chứ. Cái này cái gì mà thấy? Một tô thì chả. Một tô cua chả. Một tô đại hạt cảm đi. Em ăn gì dạ? Tôm. Tôm với đắt lát cái gì? Có mấy tôm luôn. Hát lát. Hát lát ngon lắm chứ. Ngon. Hát lát được rồi. Hát lát với bọt tôm không? Hai con cua chế hả? Không, một con với chị một tô bánh chanh chả. Giờ chế qua đêm làm liền. Tô vậy là bao nhiêu bột? 180. Bánh canh cua gạch 150. Cua gạch 150 ở đây tô bột bánh canh chả 30. 180 ăn ăn có cua ngon không? Mới phải bỏ 300-400 ngàn, 600-700 ngàn cả triệu đồng đi. Nói mà thấy chúng chứ. Mấy tô? Không bán 4 tô 5 tô à. Gái đem về không con? Đem về đây. Con bố chị bán điện thoại không con? Ở này có 4 tô à. Có 4 tô mà. Đồ. Nấp tiền. Bữa nay bữa nay ông Mận không đeo dây chuyền nữa cả bố. Đeo nào vậy? Mỗi tôm với chả cá. Tôm chả cá. Nhiều rồi cũng hay. Nhiều. 55 con. Hai phần hả?
còn á. Một phần bánh canh với một phần đồ thêm đó. Cho thêm một bịch đồ thêm. Hết. Giờ còn phải lấy nước chứ. Không còn nước đâu. Mẹ con giàu cũng không nghèo nữa cô. Một phần 55 ngàn còn thêm gì nữa. Thêm bánh canh. 5 ngàn bánh canh. Trời ơi. Đó đây thêm 5 ngàn đây. Nhiều rồi con. 10 ngàn đi. 10 ngàn bánh canh. Bánh canh cua nha em. Con cua không thì cua gạch thì 150, cua thịt thì 120 cơ. Một con á. Còn bánh canh thì đạt thập cẩm này 70. Nhiều cua này cho một. Rồi 75 ngàn con. Bánh canh cua lấy giò nè. Rồi một con lấy bình thường. Bánh canh cua giò nè rồi lấy thập cẩm luôn nha. Dạ. 75 ngàn. Ờ đúng rồi. Có thể là một tô thập cẩm. Rồi. Rồi. Một tô là bánh canh không hành. Thôi không hành, mà cũng thập cẩm luôn không? Giờ vô thập cẩm là gồm những gì chứ? Thập cẩm là có giò, có giả cam, con lấy giò. Để thịt sắc. Cho em thơm. Sắc không? Thịt sắc không? Không không giò. Vậy là tô có giò, tô không giò đúng không? Ok. Không, tô không giò là không hành. Rồi, không giò là không hành. Bạn đi ghế tôi đi, hỏi đó. Đến hẹn lại lên cũng hẹn một cô không lấy trả. Còn bánh xe giờ hết cũng ngang rồi. Sao chỗ này nó trống trống vậy Út? Thiếu thật, thật chưa cắt. Chưa cắt kịp. Thịt bắt không thể. Chị mấy bạn đây. Bắp giò cắt nó chị. Cái này là thập cẩm là không lấy hành không? Cẩm không lấy hành. Có con cua không? Mẫn, hỏi đây coi Mẫn là thập cẩm là không hành không Mẫn? Đúng rồi, không phải. Tôm cua là không? Cua đó là không hành, thập cẩm là không hành. Có mì tôm không Út? Có mì gói không có mì tôm. Ừ. Nay bà cũng hay lắm đó. Nó mà nó phải mắc cành à em. Nhiều nước nha Út. Mấy phần ạ? À? Một. Sắc không? Ừ. Mẹ không ăn hạt quá em mới mở. Bắp này nó lấy lạc bắp da luôn. Thập cẩm mà nạt phải không? Ừ. Quay bớt dạ đây. Cái này là mát nè. Thôi từ từ lấy cái đất để em đừng bỏ.
Kem dừa Thái Lan là người ta bỏ nhập từ lên máy bay đi về đây luôn hả ta? Kem á. Ổng rau đó, kem dừa Thái Lan đó. Tôm là cua nào cô chú anh chị? Lấy gói mì Út. Ông Mẫn cho gói mì không Mẫn? Gói đủ không? Rồi được rồi. Thử lấy nữa. Có cái nấm kìa. Có chị Hiền, chị Hiền mai lấy nữa đổ cái mì đó mà. Nước mía không đường. Lấy luôn đi. Gần gần đi. Cái này gần không? Gần có nạt nữa này. Rồi bà bỏ cho cố vô ổng ờ. Để ăn rồi chú anh chị. Nay sao chưa ai đặt hết vậy? Đây nè, fan của mình ở Thụy Sĩ nè. Anh ở gì? Lausanne hả? Lausanne hả? Vậy là ngay chỗ cái hồ á. Ngay cầu cổ không? Cầu cổ chép bơ đúng không? Đó. Ngay đó không anh? À, bờ hồ. Đợt đó em có đi cầu cổ đó. Ngày nào cũng coi Sài Gòn dấu yêu á, đi da beo rồi đó. Phá lấu da beo đây. Fan của tôi. Đó, trời ơi 8 Út sau này Mỹ không Út? Hết Thụy Sĩ tới Mỹ, anh ở đâu vậy anh? Út. Hả? Út hả? Đi có một mình nè hả? Út nè, sao biết ở đây anh? Sao biết ở đây? Ba nói. Ba nói hả? Anh về. Anh về anh lên Sài Gòn dấu yêu coi. Bữa nay không có cái con kia có là nó vớt ông rồi. Ông có bồ chưa? Chưa có bồ nữa Út. Là mai con Phương Út ơi. Út của mày bằng mai ai? Dạ mai có mày dịch tiền. Mai qua mày dịch tiền, mai con Phương nó ra tôi gả cho ông. Ông nhiêu tuổi rồi? Ông nhiêu tuổi rồi? Trời 41 còn ngon. Quá ngon. Trời. Đó, Út nè. Út nè. Đó, anh Út nè. Đó. Một rưỡi anh ra đây là có ông Phương. Em gả cho anh. Lên Sài Gòn dấu yêu coi nha. Đó, Phương. Trời ơi, bà Phương mà thấy hôm nay là bà vớt người ta luôn rồi. Đó. Mày cho xin luôn đi. Một phần con cua vậy là bao nhiêu tiền? Dạ. Có thập cẩm không? Là ăn cua không? Thập cẩm vậy á? Thập cẩm nữa là 220. 220 chú. Dạ. 200 của em. Rồi. 2 phần thập cẩm mà lấy cua lột. Dạ. Của em nó 200 rồi. Của em trai là 2 phần. À, em gái bên sau lưng Dũng 2 phần rồi. Phương sao nay chưa thấy ra ta? Nhớ Phương á chưa? Chắc Phương vậy à. Phương bạn mà ta. Dạ rồi. Dạ lấy 2 tô.
Rồi, vậy gì vậy? Vậy hai tô bánh canh lấy thêm một tô bánh canh, không có lấy gì hết đâu, một tô thịt. Rớt cái gì kìa Út ơi. Tô bánh canh không chứ tô hợp cảm. Là giấy gì của bà Tám kìa. Bà Tám đừng có lấy cái giò nha. Lấy lên sắt. Cái này đâu có. Hai tô bánh canh, một rồi. Tô đầy đủ lấy giò nè. Rồi. Con lấy giò trên máy. Rồi, rồi đó, sắt có đâu. Không có sắt rồi. Không thấy heo quay đâu. Hai tô mấy hành lá, ở đâu heo quay vô đây trời. Ủa. Hai tô không lấy hành lá. Cắm vô nha con gái. Cô mời lấy em. Hành phi được ha. Cho em nhiều cua nè. Ok. Em ăn thập cẩm và cua lột con. Cua lột con với lại. Dạ, ok. Rồi nhiều cua lột. Của em 140 đi em gái. Chưa chưa. Qua bên kia lại của em 2 phần luôn. Đủ thứ cua lột. Dạ dạ có. Rồi hay hay. Ủa chị kia là mua về hả Út? 2 phần luôn. Chị mua về hả chị? Mấy phần chị? À. Rồi rồi. Sai sai mời về mời chiếc cọp ơi chiếc cọp cắt cọp á dùng bánh cầm dạ dạ ok ok mời thúng mời thúng mà dạ gân hả đúng rồi mới về tôi ngồi ờ ờ dạ 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 anh ngồi luôn nha đầy đủ á đủ đầy hay đầy đủ sao cũng được ngon rồi đem về hả đây đem về mấy phần ba đầy đủ vô gân dạ ok giờ gân không biết con lỗi không gì vậy trời thằng khùng mà không phải con đem nước đây uống đi cái gì chị ăn rồi để xe đâu dạ dạ chạy qua đây em đi chị dạ chạy qua đây em canh ủa ai vậy không nhỏ phải mới mua hai tô bánh canh không mỹ là ai á rác hả ở thằng Mỹ anh này nó khùng dữ lắm rồi nó ủi đại à dạ thập cẩm là 70 anh con cua 150 là cua gạch á còn cua thịt 120 à giờ làm từ từ đi bà đừng có làm gì anh này hai phần với nhau mấy bà tự đi trước nè của anh này hai phần rồi làm từ từ đi bà tên coi cho chỉ đừng làm để làm mới nó đi cho chị rồi lấy ba thập cẩm giờ gần cho ảnh đi kìa rồi ba thập cẩm giờ gần đi có liền ngồi đi có ngồi đi dạ 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 cổng hoa xì cũng nè nè của chị này nè rồi ba thập cẩm đi giờ gần hai trăm mốt hộp hai trăm mốt anh là gì quên rồi anh là gì có là chú chứ 201 có nha Út nha bây giờ kêu luôn ha. Dạ dạ. Chờ. Con muốn mua con cua thêm là muốn chả cá chả. Cá hát lát á. Một tô lấy chả cá hát lát với tôm. Dạ. Rồi một tô lấy chả cá hát lát với cái chả cua. Cái này hợp cả ba dạ. Tô coi như tôm chả cua phải không? Chưa đâu nha, nói chưa đâu nha từ từ. Trời ơi, anh đứng ở bển đi. Ta kêu nãy giờ bên đây chưa. Dạ rồi, em đây hỏi khách thôi, nói hoài bao nhiêu lần bao nhiêu cũng vậy luôn á. Bà tôi giờ gần khách kia mới trả lời mình chỉ với ta chứ làm trả lời bà tới bển hai tô ba ba bình nước rồi biết rồi hai tô lấy giò tô lấy đầu gối tô lấy giò anh nhỏ nhiêu chế à cái kia 250 250 với lại 320 đi chứ đúng không cái này đầy đủ trời ơi bà mới hút có hai một bịch một rồi mới đủ rồi ba bịch cho bà ba bịch của ta hai bịch kia này cái này
giò nạc với cái giò đầu gối. Giò nạc cái đầu gối 420. Dạ. Dạ. Đó thôi à mốt. Thôi 100. Không có. Đi qua bển đi giờ đã nó qua đó. Tôi chơi gì tiền là tôi lanh lắm, tôi có liền rồi. Hai tô. Xong rồi cho em này tô nữa ốc. Rồi. Rồi, tô của em này là cơm chả với nhiều cua lột. Ủa? Hai tô lần hả? Hai tô. Không, kem chay chứ đi. Rồi rồi. Tôm chả với nhiều cua lột ốc. Em nói đi. Ở bên đó 2 tô, với đây 2 tô nữa 4 tô, 8 như lại ít bánh canh thôi, không một à, ít bánh canh mới càng cua không. Bốn tô nữa đó 8. Chả tôm rồi, chả tôm. Rồi chén nấm. Lấy cua không anh? À, cua không. Anh lấy bánh canh. Cái con bự này nhiều con? Cái đó 150 con à. Chắc không? Dạ chắc chứ. Em cắt ra anh ngồi được không? À, à. Chị cua không à? Cua không hả? Anh ăn cua gạch hay cua thật vậy? Cái con bự á. Con bự này là con cua thịt. Chà, trời ơi con nó ghê chà Út. Quá trời quá đất cái con đó Út ơi, qua đây chơi. Trời. Hai câu thật cảm ơn. Ủa con. Ủa con này trụ. Này con cua thịt. Nghe không? Ừ. Nghe không có. Hai con bình thường là giò với chả không? Hai con không? Mấy con có? Hai con có. Lấy thêm có con rồi, nữa đi. Hai con bỏ đây. Rồi mang đi cắt cho. Để có lấy con không bình thường có lấy con được không? 55 đó. Còn cái đầu bắt ở đâu? Hai cái được mà. Dạ 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 dạ. Rồi cho chén nấm luôn. Vì tôm không hả? Tôm với chả thôi cô. Cho tôm cho đi. Cái gì cơ? Quẩy chưa có đem nè. À có. Lát tính tiền bên kia nhớ gì chai đồ nước đồ đó nha. Cho múc tôm bánh canh nữa. Để chú cắt cho. Cho mượn cái gì? Cái kéo đó. Không phải cái gì kìa, cái dĩa. Rồi. Một phút. Con cua chả. Chúng ok cái. Đổ đây rồi, đổ đi, qua nó rồi.
nhích chút xíu à, con thu hoạch đâu có kê đâu cắt không con kia à, đó trên trước rồi thảm mà mới cắt quay vào cắt. Đừng có cắt vậy, quay lại cắt mới được. Làm mấy cua con cua mà không biết cắt. Ừ vậy đó. Đó. Cua lọt rồi phải không? Cua lọt rồi phải không? Cua nguyên con. Cua lọt. Lọt với cua thôi. Với tôm thôi. Lọt cua con tôm. Con trả luôn không? Cái này trả cá nhà chiên nha cô. Cua tôm. Hai con cua trả bá luôn luôn á. Có 3 trăm 7 ăn cho bánh xanh. Ba 3 trăm 7 ăn. Hai tô, hai con cua. Hai con cua bự với con tô. Là 370 đá nha. À, hồi nãy con cua đó là nãy là xém quất ông Mẫn rồi đó. Tiền đâu mẹ mày? Cái mẹ. Nè bỏ 400 mấy, 600 mấy vô rồi nha. Có ai nữa không? Cho chán quyết, chán quyết giờ. Rồi cho chán quyết. Rồi, cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo.